đẹp mà luôn luyến nhau. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng có công ty thử anh Nguyễn, công ty AOL Nguyễn xin chào, kính chào đến cả các bác, các anh chị, các bạn, bạn em nhá. Anh Nguyễn sẽ tiếp kỹ thuật và gửi đi cho bác Nguyễn Thành Nam, Đắk Lắk, có lên một chiếc Idol review. Gặp nhau bên lối đi đầy hoa. Bên cạnh bên đông, hai là mấy xu của trên hàng má. Ba là một số BOG-16 và một chiếc lọc. Chiếc lọc David 21, bác đánh cùng đẩy này. Và VK, thì bác phải thật đẩy em này. Anh đọc em nhé. Mới biết vui xong là lối gió xa vời, vẫn dắt ta tìm lối dưới chân. Đây chính là bộ coi đến sông cửa của bác. Đến với nhau tập nói đến Nguyễn Thành Nam, địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành Nam, Đắk Lắk. Và em up với đôi DK và EC, EDC, Hai Mỹ và DK, Hai Quốc. Cũng đẩy 24 do à? Em lắp xong rồi nhá. Đây là bộ ngoài của bác Nguyễn Thành Nam, Đắk Lắk, một chiếc idol này, một mic 19 này, một răng số BOCX16 này, lọc này. Đây em ghép cụ đẩy Nhật Bản DMT324 đèn đánh với hai đôi loa, một đèn DK và EC bác nghe tiếng trống rất là uy lực. Em đã áp xong và em cắm toàn bộ dây dợi em buộc cho bác. Thay mặt công ty xin cảm ơn bác và chúc bác sớm nhận được thiết bị này về cùng ca hát. Em bắt một chế độ nhá. Một chế độ thôi nhưng mà đánh có thể nghe nhạc được, hát được, đỡ phức tạp. Em là chào bác ạ.